Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Indonesia, núi lửa phun trào tại đảo Java khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán. Tổng thống Zelensky đề xuất cấm nhà thờ nào có quan hệ với Nga. Ukraine đang hoàn thành việc chế tạo máy bay không người lái tấn công. Nga bất ngờ rút lực lượng khỏi các thị trấn đối diện Kherson. Ukraine đột kích, xâm nhập phòng tuyến của Nga, lần đầu tiên cắm cờ tại bờ đông của sông Dnipro. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Indonesia, Núi lửa phun trào tại đảo Java khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán. Kính thưa quý vị, núi lửa tại đảo Java phun trào vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 12 tạo ra một đám mây khói 15 km trên bầu trời và khiến cho gần 2.000 người dân phải sơ tán. Giới chức Indonesia cho biết họ đã phát đi cảnh báo thiên tai cao nhất ở khu vực phía đông của đảo Java. Theo Reuters, chưa có báo cáo về thương vong do núi lửa Semeru phun trào bộ giao thông indonesia nói rằng giao thông đường không không bị ảnh hưởng nhưng hai sân bay địa phương đã được gửi cảnh báo cần cảnh giác tình nguyện viên cộng đồng bayudani Afianto nói với chờ qua điện thoại từ một địa điểm gần núi lửa phun trào cho hay hầu hết các tuyến đường bộ đã bị phong tỏa từ sáng nay và bây giờ đang có mưa cho núi lửa và cho bụi đã che phủ ngọn núi vào năm ngoái, núi Semeru đã phun trào, khiến cho hơn 50 người thiệt mạng và buộc cho hàng ngàn người phải di dời. Cơ quan giảm thiểu thiên tai của Indonesia, gọi tắt là BNPP, cho biết, 1979 người đã được sơ tán đến các địa điểm trú ẩn và giới chức đã phân phát khẩu trang cho người dân. Núi lửa Semeru bắt đầu phun trào vào lúc 2 giờ 46 phút ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương và các nỗ lực giải cứu, tìm kiếm và sơ tán đang được triển khai. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng luồng tro bụi của núi lửa Semeru đã đạt tới tốc độ cao 15 km. Cơ quan này ban đầu đã phát đi cảnh báo rằng núi Semeru phun trào có thể kích hoạt sóng thần, nhưng sau đó cảnh báo này đã được rút lại. Núi lửa Semeru cách thủ đô Jakarta khoảng 640 km về phía đông. Vụ phun rào lần này xảy ra sau hàng loạt các trận đụng đất tại phía tây của đảo Java, trong đó có trận đụng đất vào tháng trước khiến cho hơn 300 người thiệt mạng. Trung tâm giảm thiểu mối nguy hiểm núi lửa và địa chất của Indonesia, gọi tắt là PVMBG, đã tăng cảnh báo hoạt động núi lửa lên mức cao nhất và khuyến cáo người dân không nên tiếp cận gần núi Semeru trong phạm vi 8 km. PVMBG cũng cho biết các đám mây tro nóng đã trôi xa gần 19 km từ trung tâm núi lửa phun trào. Lãnh đạo PVMBT Hendra Gunawan nói rằng vụ phun trào này có thể tạo ra khối lượng nham thạch lớn hơn các vụ phun trào vào năm 2020 và năm 2021 và có thể gây ra nguy hiểm nhiều hơn cho một vùng rộng hơn. Các đám mây nóng từ núi Semeru có thể trôi đi xa hơn và tới những nơi có nhiều dân cư, ông Hendra Kunawan nói. Indonesia có tổng cộng 142 núi lửa và là quốc gia có số người dân sống gần núi lửa nhiều nhất, khoảng 8,6 triệu người sống trong phạm vi 10 km của một ngọn núi. Tổng thống Zelensky đề xuất cấm nhà thờ nào có quan hệ với Nga. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đề xuất cấm giáo hội chính thống có liên hệ với Moscow hoạt động bên trong Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ liệu dự luật có vi phạm quyền tự do tôn giáo nêu trong hiến pháp Ukraine hay không. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 12, Tổng thống Zelensky cho biết chính quyền của ông sẽ soạn thảo luật, không cho phép các tổ chức tôn giáo liên kết với các trung tâm ảnh hưởng ở Liên bang Nga hoạt động tại Ukraine, theo thông báo của chính phủ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn thường được biết đến như một người mộ đạo. Theo chính thống giáo, một chi phái lớn của Kitô giáo và cũng là chi phái Kitô giáo chủ đạo phổ biến ở Đông Âu, trong đó bao gồm cả Nga và Ukraine. Sau thời Liên Xô tan rã kèm theo chủ nghĩa vô thần của chính quyền Cộng sản bị hạ đài, thì Tổng thống Putin được coi là một người có công rất lớn khôi phục thành trị của giáo hội chính thống ở Nga. Theo truyền thống có từ trước thời Liên Xô, các nhà thờ chính thống giáo ở địa phương mà nay là Ukraine, là phụ thuộc vào thượng vụ ở Moscow, hiện đang là thủ đô của Nga. Có những tín đồ Kitô giáo ở Ukraine vẫn thừa nhận quan hệ này. Tuy nhiên, một giáo hội chính thống ly khai có trụ sở tại Kiev hiện giờ đang thu hút ngày càng nhiều người ủng hộ trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Như trong bài phát biểu nói trên, ông Zelensky kêu gọi chính phủ điều tra nhà thờ chính thống giáo nào còn liên hệ với Moscow, nhưng ông không nói rõ liệu chính phủ có nên đánh giá toàn bộ nhà thờ hay từng giáo sứ hay không. Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu dự luật như vậy có vi phạm các quy định bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong hiến pháp Ukraine hay không. Các quan chức Ukraine lo lắng rằng nhà thờ nào cùng phe với giáo hội chính thống Moscow có thể là nhân tố bất lợi cho chiến tranh, thậm chí lật đổ chính quyền. Hiện nay, Thượng vụ Karo ở Moscow thuộc danh Vladimir Makhlovich Gondryev, là một đồng minh nhiều năm của Tổng thống Nga Putin và đã ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc xâm lược đang diễn ra này. Các quan chức Nga đã lên án thông báo này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết chính quyền Ukraine hiện nay đã công khai trở thành kẻ thù của Chúa Kitô và đức tin chính thống giáo. Ukraine đang hoàn thành việc chế tạo máy bay không người lái tấn công. Tập đoàn nhà nước Euroborodprom đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình thử nghiệm máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Điều này được RBC Ukraine đưa tin dựa theo tuyên bố của thư ký báo chí Euroborodprom Natalia Sat trên sóng truyền hình quốc gia đã hoàn thành xong một số thử nghiệm thành công và chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm dưới sự ảnh hưởng của chiến tranh điện tử. Sau đó, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể nhìn thấy nó trong sử dụng chiến đấu. Chúng tôi đã hứa hoàn thành trước khi kết thúc năm nay và chúng tôi đang cố gắng giữ lời hứa. Dự kiến, máy bay không người lái của Ukraine có thể mang đồ đạn nặng 75 kg và có tầm bay lên tới 1.000 km. Trước đó, RBC Ukraine đưa tin rằng Ukraine đã tiến hành thành công giai đoạn tiếp theo của việc thử nghiệm máy bay không người lái nội địa mới. Chúng tôi cũng đã đưa tin quân đội Ukraine đã giới thiệu những quả đạn pháo 152 mm đầu tiên do Eurobom sản xuất. Nga bất ngờ rút lực lượng khỏi các thị trấn đối diện Kherson. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bất ngờ rút một số binh sĩ khỏi các thị trấn ở bờ đối diện của sông Dnipro với thành phố Kherson. Đây là báo cáo chính thức đầu tiên của Ukraine về việc Nga rút quân khỏi khu vực, hiện là tiền tuyến chính ở phía nam. Theo Global News, tuyên bố của quân đội Ukraine vào ngày 1 tháng 12 không công bố chi tiết và không đề cập đến việc liệu bất kỳ lực lượng Ukraine nào đã vượt qua sông Dibro hay chưa. Sau khi Nga rút khỏi Kherson, 9 tháng sau cuộc xung đột tại Ukraine, dòng sông Dnipro giờ đây tạo thành chiến tuyến của toàn bộ phần phía Nam. Nga đã yêu cầu dân thường rời khỏi các thị trấn trong vòng 15 km quanh sông và rút chính quyền dân sự khỏi thành phố Novokokka bên bờ sông. Số lượng binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga đã giảm ở khu định cư Oshi. Tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết, đề cập đến thị trấn đối diện với thành phố Kherson ở phía xa của cây cầu Bắc qua Dnipro đã bị phá hủy. Binh sĩ Nga đã rút khỏi một số khu định cư của tỉnh Kherson và phân tán trong các dãy rừng, tuyên bố nhấn mạnh thêm. Reuters không thể xác nhận độc lập tuyên bố của quân đội Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 1 tháng 12 cho biết quân đội của Nga đang tập trung nỗ lực chính để tấn công ở hai mặt trận, bao gồm Bamak và Adiyubka của Donbass. Theo đó, các cuộc pháo kích từ xe tăng, súng cối, đại bác và pháo phản lực của Nga đã được ghi nhận ở các khu vực Bilogorivka, Solida, Bamuk, Trasipya và 10 khu định cư khác. Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, Nga đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của họ trên mặt trận Adiyubka. Xe tăng và pháo các loại được sử dụng để bắn vào các mục tiêu gần Adiyubka, Kranjnohorivka, Majinka và 4 khu định cư khác ở Donetsk. Trong ngày qua, các đơn vị quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga ở vùng lân cận tại Luhansk cũng như ở gần Donetsk. Ngoài ra, để ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine trên mặt trận Svatov và Liman, các lực lượng của Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới. Họ tiếp tục di chuyển nhân sự, đạn dược, nhiên liệu và cho các đơn vị mới bổ sung, đồng thời tiếp viện cho những đơn vị bị tổn thất. Ukraine đột kích xâm nhập phòng tuyến của Nga, lần đầu tiên cắm cờ tại bờ đông của sông Dnipro. Đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đã đổ bộ lên bờ đông của sông Dnipro trong một cuộc đột kích bằng các thuyền nhỏ và cắm cờ tại đây, theo The National News. Đây là lần đầu tiên các lực lượng Ukraine xâm nhập được vào bờ đông của sông Dnipro, nơi các lực lượng của Nga đang phòng thủ. Các binh sĩ đặc nhiệm từ đơn vị tình báo hàng không đặc biệt Carson được cho là đã vượt qua cao sông rộng 1 km trên những chiếc thuyền cao tốc nhỏ. Một đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Telegram cho thấy, một đơn vị đặc nhiệm Ukraine băng qua sông Dnipro trên 3 chiếc thuyền cao tốc nhỏ mà không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào. Các đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ vào lãnh thổ do Nga kiểm soát vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 12. Một đoạn video bằng máy bay không người lái sau đó cho thấy, lá cờ Ukraine đã được gắn vào một cần cẩu lớn gần bờ sông. Đây được cho là lần đầu tiên lá cờ xanh và vàng của Ukraine tung bay ở bờ đông của sông Dnipro kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2. Đây được cho là dấu hiệu báo trước để Ukraine thiết lập một cuộc phản công mạnh mẽ mới hoặc một cuộc đột kích táo bạo vào phòng tuyến của Nga một lần nữa. Trang web của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ bình luận, cuộc tấn công này của Ukraine vào bờ đông của sông Dnipro có thể mở đường cho các lực lượng của Ukraine bắt đầu hoạt động ở bờ đông. Việc thiết lập các vị trí dọc theo bờ phía đông của con sông có thể sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công của Ukraine trong tương lai vào Kherson nếu quân đội của Ukraine tiếp tục tiến công ở phía nam. Nếu các lực lượng Ukraine có thể tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích thành công như trên và tiếp tục chọc thủng các phòng tuyến của Nga, thì điều đó chắc chắn họ sẽ gây khó khăn cho các chỉ huy của Moscow tại khu vực Kherson là cửa ngõ dẫn đến bán đảo Crimea bị Nga sắp nhập năm 2014 cũng có ý kiến cho rằng, đợt đóng băng vừa bắt đầu gần đây sẽ giúp cho Ukraine đẩy mạnh các hoạt động tấn công sử dụng xe bọc thép. Tuy nhiên, Nga đã thiết lập các vị trí phòng thủ vững chắc theo chiều sâu, với ít nhất 3 tuyến hào riêng chạy ngược từ Dnipro đến biên giới Crimea. Nhưng các phòng tuyến của Nga được cho là vẫn có thể bị thiết giáp Ukraine tấn công nếu các chỉ huy của Kiev có thể thiết lập một điểm vượt sông vững chắc để đưa các phương tiện hạng nặng vượt qua sông Dnipro. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews vtva com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.